Chào các bác, hôm nay shop lại về rất nhiều mẫu túi gà mồi để chuẩn bị nguồn hàng luôn luôn số lượng. Tôi đã làm mấy cái video rồi, tức là cơ sở chúng tôi buôn bán cái gì cũng thế, tất cả là số lượng. Nên các bác yên tâm, bất kể gì mà chúng tôi đăng video bán hàng và quảng cáo bán hàng đều là số lượng, hàng luôn luôn phải nhiều thì chúng tôi mới kinh doanh. Nên là tôi nhắc lại các bác là tại sao lại số lượng? Số lượng thì nó luôn luôn là sẽ được cái giá cả rất cạnh tranh. Đấy là cái thông báo đầu tiên. Thế còn về cái sản phẩm về túi gà mồi thì các bác thấy là hàng vẫn còn nguyên đai nguyên kiện này, rất mới. Rồi bỏ một cái ra. Đây. Mẫu túi. Ở đây là mẫu đế tròn, cũng có mẫu đế tròn này, và mẫu đế vuông. Thì khi các bác mua một cái túi này thì sẽ được bên cơ sở chúng tôi tặng kèm theo một cái nọc bột gà mồi, làm rất là chi tiết. Đấy, khi là các bác mua, màu sắc thì dây đeo rất tiện dụng trong quá trình các bác đựng gà mồi. Và kèm theo túi gà mồi thì có cả mũ cho các bác đi rừng, màu sắc này, số lượng nhiều, kinh doanh cái gì cũng bằng số lượng thì nó sướng hơn. Đấy, các bác đặt hàng mua hàng vô tư. Số điện thoại thì luôn luôn tôi ghi bên dưới của video bên cạnh này nhá, các bác điện thoại và mua hàng. Bây giờ chúng tôi sẽ phải cho những cái cọc kim này vào từng túi để đi chuyển hàng. Đấy, còn rất nhiều những cái phụ kiện khác nữa, các bác mua gì thì cứ theo dõi kênh video của tôi thì có rất nhiều sản phẩm liên quan đến phụ kiện ngành bẫy, cái gì cũng có. Hôm nay tôi giới thiệu về túi gà mồi mới nhất đã về. Cảm ơn các bác.